Hành trình sinh tồn 60 tiếng dưới đại dương của người đầu bếp khiến cả thế giới nể phục. Khoa học đã chứng minh, người bình thường có thể nín thở từ 3 đến 5 phút ở dưới nước. Tuy nhiên, người đàn ông dưới đây lại có thể một mình sinh tồn dưới đại dương trong suốt 60 tiếng mà không có bất kỳ dụng cụ hỗ trợ chuyên dụng nào. Đây vẫn là một kỳ tích mà không ai có thể nghĩ tới, bởi người đạt kỷ lục này còn không phải là vận động viên hay là thợ lặn. Một đầu bếp bình thường làm việc trên thuyền chở dầu, tên là Harrison, đã trải qua một sự kiện kinh hoàng. Khi con tàu ra khơi thì bất ngờ gặp cơn bão lớn, đến mức thuyền ngay lập tức bị úp xuống. Harrison tưởng chừng như không còn cơ hội sống. Ấy vậy mà, anh ta đã thực sự sống sót sau 60 tiếng đồng hồ dưới biển, ở độ sâu 30 mét mà không có thức ăn, nước uống và không có dụng cụ lặn. Vào ngày xảy ra tai nạn, Harrison đang làm việc trong phòng vệ sinh như mọi ngày, một cơn bão dữ dội bất ngờ ập đến. Con thuyền ngay lập tức chênh vênh và nhanh chóng bị lật úp thẳng xuống biển vì cơn dông, sóng biển liên tục tác động. Cơn bão lớn bất chợt này đã khiến nhiều người không kịp trở tay và thiệt mạng, trong đó có 3 người bạn của Harrison. Chỉ còn lại một mình, anh đã bị mắc kẹt trong bóng tối, xung quanh không có dấu hiệu của đất liền, chỉ toàn là nước và bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không có người thân, không có thiết bị liên lạc, không có thức ăn, thậm chí còn không có cả thiết bị hay dụng cụ nào có thể dùng để ra tín hiệu cầu cứu. Nhận thức được tình hình nguy hiểm, Harrison cố gắng tự trấn an mình, giữ bình tĩnh và bảo toàn năng lượng. Đến lúc này, anh chỉ có thể cầu nguyện và đặt hy vọng vào đội cứu hộ có thể tìm ra mình trước khi quá trễ. Nhận được tin về chuyến tàu gặp nạn, công ty trong đất liền đã báo với đội cứu hộ. Tuy nhiên, sau 2 ngày liên tục tìm kiếm trong vô vọng, đội cứu hộ gần như bỏ cuộc. Thế nhưng, thợ lặn Nico đã không từ bỏ. Nhờ sự kiên trì, anh ta đã kịp thời phát hiện ra Harrison và đưa anh lên bờ an toàn. May mắn thoát chết này đã vô tình giúp Harrison lập kỷ lục thế giới về thời gian sống sót lâu nhất dưới đáy biển. Sau khi được giải cứu, anh trở về quê nhà ở Nigeria. Tuy nhiên, anh chàng có lẽ sẽ không thể vui nổi với kỷ lục thế giới này của mình vì những ám ảnh về vụ tai nạn và cảm giác tội lỗi khi là người duy nhất sống sót vẫn luôn đeo bám. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay của BeTalk. Chúc các bạn một ngày thật vui. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng mình nhé.